Chào anh em đam mê mai vàng nha. Em nay có vườn mai là 2000 cây. Ấp 2 huyện Châu Thành, xã Tam Hiệp, tỉnh Tiền Giang. Lành á thì nói chung là một clip của em á là 160 cây. Là em cho anh em rút từ 19 cho tới 25, 26, 27 cũng có. Nhưng mà là cái giá nó 950. Loại 1 phải anh? Dạ loại 1. Còn cái loại kế đó là đổ xuống á là yếu 19, đổ xuống á tới 15, 16 á là giá 450 anh. Có hai loại à. Hình thức hỗ trợ sao anh? Hỗ trợ là bao anh em bứng ra xe thôi. Vườn mua số lượng nhiều có xếp gì không anh? À, thí dụ mua số lượng nhiều á thì xuống vườn đi anh em, thí dụ thương lượng giá cả đi rồi cái có gì hỗ trợ anh em bậy chút đỉnh tiền xe. Rồi ok anh vào ơi. Rồi mình dẫn khán giả tham quan cái loại số 1 lên vào. Loại nhất ha. Dạ. Cái này cũng dễ nè em ơi. Đây loại nhất thì ở đây có hai loại à. Loại nhất thì ảnh hoành từ 19 trở lên nha, 19 tới 25. Cái này 25 26 gì đó. Dán lông nha anh em. Còn rớt lại 19 là loại nhị anh em ơi. Vô đây nè. Giá nó 450 nha. Rồi đây cái loại nhất đi anh. Bây giờ ngẫu nhiên đi. Rồi. Dán lông. Dán lông à, cái này nói chung là nó bẻ cổ ngắn nha anh em. Nó bẻ cổ ngắn ngủng mà nó ra nó nù cái đít dữ lắm. Chế dữ lắm, để cục. Cái này 23 hoành nè. Rồi 23 hoành. Đây là loại 1 nha anh em. Đây nè, để em khui cho anh em coi. Rồi anh khui thử cho anh em xem. Cái này là trồng cái mô nó nhỏ rồi cái rễ nó ăn xuống không à. Nó nơm á. Đế luôn nè anh em. Đây, nè em đặt cái tay lên thử nè. Mai này mấy năm mà anh vào? Mai này 4 năm rưỡi anh. Rồi, đó, anh coi cụ đế nè. Nè em đo thử cụ đế cho anh em coi. Đo luôn anh ơi. Cụ đế là 46. Rồi 46 trên mặt đất nha nè. Mặt đất á. Đây nè, giờ ngẫu nhiên qua mấy cái cây này nè. Rồi. Cái này là hạng nhất nha anh em. Đây. Đây loại 1 đây nè. Hết sức đế rồi. Đế dữ lắm. Em mua đám mai này là 10 cây đế hết 10 cây mà tại vì nó trồng cái rễ nó chân nơm để cũ không à. Cái này 24 hoành. Rồi, 24 hoành. Nè anh em thấy không? Trong clip nó chọi cái thi 25 6 bình thường hả anh vào? 26, 27, 25 bình thường. Rồi. Mà đa số là 19 nó sạch ra. Rồi, cục đế này nè. Hết hồn hôm nãy nó mà cũng cho anh em xem là, đó. Nói chung là xương tàn đẹp lắm mấy nha anh em. Nha. Anh em nào thí dụ muốn xuống đây muốn xả phôi thì xả phôi, còn để tàn thì để tàn. Rồi chiều cao cho động là sao anh vào? Chiều cao hả? Chiều cao nó nằm chắc cỡ 1m6 anh. 1m6 ha, còn ngang anh. Cái ngang nó 1m2. Rồi chiều cao 1m6 anh em ơi, bổ đồng vậy nha. Rồi đi vòng qua đây cho anh em tham khảo những cái cây lỗi nhất nữa nè. Một chút xíu rồi mình qua tham quan những cái cây lỗi nhị. Rồi ở đây anh giao lưu dễ nè em ơi. Dễ lắm. À, nhất gì mình phân loại cái số hoành vậy nè. Xuống đó cái nào to là lớn đây nè. Loại 1 nha, còn rất là 19 xuống là loại 2 nha. Anh em nào xuống mua lẻ vào cũng có bán lẻ nha. Xuống đây thí dụ thương lượng giá 5 10 cây vào cũng bán nữa. 1 2 cây vào cũng bán nữa. Nó làm như con ốc luôn rồi cả nhà. Nè. Con. Bông như này là nhiêu cánh anh vào? Dạ bông 6 tới 12 anh. Rồi. Cái này 22 hoành à. 22 mà đo cái cục đế luôn anh. Cục này quá sức, cái cục này quá sức luôn. Trồng cái mô nhỏ á, rồi rễ nó ăn xuống không à, mà mai này hồi đó người ta làm đế sẵn rồi. 57. Rồi 57 hoành nha. Cái này mà hoành có 22 mà cái cục đế nó 57 á, anh em thấy không? Đây nè. Ghê không? Rồi cái đầu 2 đây anh em ơi. Nè 4,5 nè anh em ơi. Đây hoành nó chỉ có 17 thôi. Rồi thấy không, cây thì đế ok nha anh em, thì cũng vậy luôn nha, chỉ rớt hoành thôi anh vào. Dạ rớt hoành xuống thôi, mà đa số cái này là cũ đế là nó chiếm hơn 100% rồi đó. Cây mai cứ ngắt mà em lắc nè, thấy không, là hoành dao động từ 19 cho tới 25, 26, 27, nhiều khi nó bự hơn là cũng lụm vô đó luôn. Dạ, đó mình đo cái này coi như anh vào. Cái này là thuộc loại nhất rồi. Nói chung đơn giản xuống đo hoành là tính tiền anh em ơi. Cái này 24 hoành. Nén lông mà xương tàn đẹp nha anh em. Điều hết trơn.
anh em nào muốn để tàn thì em em để tàn, còn ai muốn cắt phôi thì xuống đây em cắt phôi, bao anh em bứng ra tới xe. Còn anh em nào mua nhiều, thí dụ 43 cái củ đế nó 43, củ đế 43 nha. Anh em nào xuống mua thí dụ rút lượng 100 cây rồi vào sẽ lọc cho anh em một cây là 101 cây. Tặng cây á. Tặng cây. Anh em cũng vậy hết. Dài dài ra sao nha anh em. Đây. Dạng cây anh thấy đều cây nha anh em. To không à. Kê lắm anh em ơi. Nè cái cây này nhìn thấy nó đơn giản thôi nè, mà khui xuống cái củ đế. Ghê gớm không? Nguyên cục cái này nhất anh. Ờ cái này hàng nhất rồi. Anh em nào tới trước rồi cái chốt lửa nhìn. Cái này 22 hoành. Rồi 22 hoành nữa nè. Lâu gần nhất rồi. Đây coi dạng xương nè. Đẹp nha. Bắt đều. Này về tỉa tàn tròn rồi chơi luôn anh em ơi. Ừ. Anh em muốn chơi bonsai thì mình cắt. Bao anh em cái dạng này là cái dạng đế cũ. Đều rang hết. 160 cây lượng 100 cây hả anh Dào? Đúng rồi, 160 cây lượng 100 cây. Tại vì mai này em nói chung là nó đều lắm. 19 ít, nằm giá 22, 25, 24, 23 là nhiều nhất. Củ đế cái đít nó nằm đưa cái đít lên mô lên luôn á. Đây. Nè đây nè, cái này là có 18 hoành nè. Rồi đâm đó cục đế nó coi nhiêu anh Dào? Cái lỗ 2 cho anh em hình dung luôn. Cái cục đế nha anh em. Cục đế 45. Rồi 45. Nó cũng chạng chạng như cục đế, chạng như loại 1 nha nè. Đây to to nè. Mai này đế cũ anh em ơi. Số lượng chỉ có 2000 gốc nha nè. Anh em nào đang tìm mai để mình ương lại đó, tranh thủ xuống liên hệ với anh Dào nha. Có nhiều cây nó cao hơn 2 mét luôn nha nè. Rất là cao. Mấy cây lớn á anh em. Nè cây trội nha. Nhiều mấy cây lớn này là hoành bự nữa nè. Có cây nào 30 hoành không anh? Chứ không có anh ơi, 30 hoành không có. Ừ. Nằm giá 27, 28 thì có nhóc. Rồi các anh em nào xuống sớm đó, mình lựa trước cái clip đầu cây chậu đó nè. Đa số cái vàng mai này là rễ năng xuống, rễ nơm không nha anh em, rễ cũ á, rễ cũ á mà nó trồng cái mô nhỏ á. Nơm xuống không à. Hai mươi sáu hoành. Rồi, cây này 26 hoành nha anh em. Anh đỏ trên nha, nó đầy sát thì có thể lớn hơn nha. Nãy đo ngay dưới đất. Ở dưới đây môi không được anh em ơi. Ừ. Ở dưới đây môi cứng quá. Cái này đo tuốt trên đây nè. Còn đế này là bao luôn hả anh Dầu? Bao đế 100%. Dạ. Nói chung cái này là nhất nhiều anh em ơi. Nói chung kiếm khoảng 80% nha nè. Cây rất là đều. Tàn tán lớn. Cái này 26 hoành nè. Rồi 26 hoành. Thấy clip này bự không anh em, xuống sớm anh em vô lưỡi này nè. Anh em cái cây này bể xù nè anh em. Rồi cái này lên xù á. Rõ ràng nè. Đây nè. Xù chải nè. Rồi. Dài dài xuống đây nè. Em ở ấp 2 huyện ấp 2 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh em. Rồi anh em nào mua mai liên hệ với anh Dào để anh hướng dẫn anh em vô vườn nha. 26 hoành nữa. Rồi 26, cái này tàn đẹp ha. Ừ, cái này tàn rất ok. Cắt là tròn trịa liền. Bông là 6-12 cánh nha nè. Đây nè anh em, cái cây này rớt loại 2 nè anh em. Loại 2 đi tới đi luôn tùm lum luôn á. Đây. Loại 2 cục đế đã quá. Em đôi tút vào đây luôn nè. Giá con nửa tiền anh em ơi. 18, cứng 18 à anh em ơi. Mà cái cục đế nè, anh thấy cục đế không? Ghê gớm không? Cục đế này dữ à. Đồng đo luôn coi nhiêu anh. 39 lận. Rồi 39 nha. Đó cái này loại 2 nè anh em. Nguyên cục đế đặt. Mà chỉ cây là 18 hoành. Anh em đất lúa thì mình chọn loại 2 anh em ơi. Tại nó nuôi rất hoành chút xíu mà. Mà củ đế thì nó cũng y chang vậy luôn nha. Thân tàn, chiều cao cũng vậy luôn. Địa chỉ của em là ở ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 2000 gốc. Cái địa chỉ của em là ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Là dụng em 2000 gốc, em giao lưu với anh em đó là cái loại nhất của em á là hoành 19 cho tới 25, 26, 27 á là cái giá nó 950. Rồi. Cho một clip về 160 cây cho anh em rút lựa 100 cây. Rồi rớt lại á là 18 yếu lại 19 á, đổ xuống tới 15, 16 á em bán 450. Mà đa số là của em là mai này mai đế cũ nha anh em. Hình thức hỗ trợ sao anh Dào?
Thứ hỗ trợ của em là em bao bứng cho anh em ra thấy xe thôi. Mà anh em mua lẻ 5-10 cây thì có gì xuống vườn đi rồi mình thương lượng giá lại, em cũng vẫn bán bình thường. Rồi, ok anh ơi. Cho lựa luôn.